Còn nhớ đó là mùa thu 21 năm trước, khi đấy ba tôi vẫn còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi và đầy bồng bột. Hôm đó có một người đàn ông lạ đến làng và tự nhận mình là chủ thầu xây dựng công trình rất lớn trên thành phố, nói rằng muốn tuyển một vài lao động công Nhật thay cho đám công nhân đang bị tiêu chảy của ổng. Vì lúc đó đám trai làng đa số đều thất nghiệp nên vừa nghe thấy có việc là đều bu không thiếu một người, và trong đó tất nhiên cũng có cả ba tôi. Ngày hôm sau, ba cầm theo dụng cụ làm việc của mình rồi chào ông bà để đi làm từ sớm. Dạo bước trên con đường làng, gặp ai ông cũng chào rồi cố gắng chặn đầu bắt chuyện. Hôm nay cháu được đi làm trên thành phố đó nha, ai như cụ, 80 tuổi đầu mà vẫn ở nhà ăn bám. Đến công trường, dù phải làm việc rất cực nhọc nhưng ba vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan yêu đời, nhanh chóng làm quen với các công nhân khác. Để rồi một tháng sau, đến ngày nhận lương ông mới phát hiện ra mình đã đến nhầm địa chỉ. Chẳng còn cách nào, ông chỉ có thể buồn bã mà quay gót rời đi. Trên đường trở về, một phần vì thất vọng, một phần vì mù đường mà đã khiến ông sao lãng, không may đi nhầm vào một đoạn phố lạ. Kết quả là chưa được mấy bước thì ba đã ngã xuống cái ao gần đó, cộng thêm việc ông không hề biết bơi thì kết quả như đã được xác định. Cắt, thằng nào viết kịch bản mà để nhân vật chính chết thế này, đổi ngay cho tôi. Nhờ ai cũng bấm like nên sau khi rơi xuống ao, áp suất đột ngột thay đổi đã làm ba đánh một quả giấm khiến ông tự nổi lên, nhưng ba lại cho rằng đây là định mệnh, là một cơ hội tốt. Thế là ông liền cởi chiếc quần dài ra rồi bắt đầu tắm gội. Nhưng đang lúc hăng say thì bỗng từ đâu một bao tải bay đến rồi rơi ngay trước mặt làm ba hốt cả hền. Ông chưa kịp định thần lại xem đó là thứ gì thì từ phía sau bức tường bỗng phát ra tiếng động. Ba ngước mắt lên nhìn, thấy đó là một thiếu phụ không biết từ đâu chui ra. Sau khi xem xét hồi lâu thì mới nhảy xuống ngay dưới chỗ ba tôi đang tắm. Nhìn thấy bao tải, bà chị định đi xuống vớt thì bỗng chết lặng, ngẩng đầu lên nhìn cho rõ, thấy ba vẫn đang trần trụi đứng đó. Không gian bỗng trở lên im lặng. Lúc này, trên bức tường lại xuất hiện một bà thím nữa, cũng đang chằm chằm mà nhìn vào cảnh tượng đau mắt dưới ao. 3,14 phút sau, từ hai người ban đầu bây giờ đã thành 5, đám người xếp thành hàng, chăm chú nhìn ba tôi. Thậm chí lúc này ở phía bên kia bức tường còn phát ra tiếng của thiếu nữ thứ 6. Á đù, mấy bà đang xem gì thế, kéo tôi qua với. Rơi vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan làm ba xấu hổ vô cùng, may mắn lúc đó não ông vẫn còn một tí chất xám, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Chỉ cần ta không nhìn thấy họ là chắc chắn họ cũng sẽ không nhìn thấy ta. Ông liền bịt mắt, từ từ lặn sâu xuống dưới ao rồi rẽ góc 180 độ, quay mông về phía mấy bà thím. Nhưng khi đang định theo dòng nước mà bơi đi thì bỗng có tiếng gì đó ở phía trên bức tường. Chỉ một giây sau, một trong những thiếu nữ bật tường không biết từ đâu lao xuống ngay chỗ ba tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng rồi cũng chẳng nói câu nào mà đứng dậy bước lên bờ. Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm trước nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn làm ba không giấu được nỗi buồn lẫn sự xấu hổ. Trùng hợp thay, hôm đó ba trên đường ra chợ thì vô tình thấy hình dáng quen thuộc, chẳng phải đây chính là bà thím cắm mặt vào mông mình 10 năm trước hay sao? Người thím cũng lập tức nhận ra ba tôi, liền lao đến để hỏi cho ra nhẽ. Hai người tìm được một quán ăn nhỏ, gọi vài chai rượu mà cùng hồi tưởng về quá khứ. Sau đó, có lẽ vì uống quá nhiều, nên bà dì cứ nằng nặc bắt ba tôi phải đi theo bà tới cái ao 10 năm trước để tìm lại cảm giác khi xưa. Nhưng đến nơi thì thấy dòng nước năm xưa đã trở thành hố cức, hai người đành phải đi đến cái hồ nhỏ trong rừng rồi từ từ tận hưởng những cảm xúc thanh xuân. Con có biết gì đâu, chỉ nghe bác hai nói thấy ba cùng với bà thím nào đó vào trong rừng thôi mẹ. Mẹ nghe vậy thì cũng chưa biết phải làm sao, bèn quay sang ba yêu cầu một lời giải thích. Ba tôi lúc này bị treo ngược lên, vẻ mặt đầy oan ức nói. Tôi đã nói rồi mà, tôi với bà là chỗ quen từ trước, hôm nay gặp chỉ đơn giản là đi hồi xuân một chút thôi chứ đâu phải ngoại tình. Mẹ cũng chẳng biết nói gì, quay sang tôi hỏi nhỏ. Ổng nói thật không vậy? Tôi liền gật đầu đáp. Lúc chiều về ba cho tận 80.000 nên con sẽ nói là thật ạ. Nói cái thằng cha mày, đậu má con ai mà ngu thế hả? Like và đăng ký ngay để mở khóa tập tiếp theo sớm nhất.